Vang vọng thành phố Hồ Chí Minh xin phép kính chào quý vị và các bác. Hiện tại cơ sở 2 của đồng hồ Vang vọng được đặt tại tầng 2 số nhà B8 thuộc khu tập thể Bộ Công an. Địa chỉ cụ thể sẽ là ở ngõ 52 đường số 3 Trần Não và thuộc quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây hiện tại đồng hồ Vang vọng đang trưng bày rất là nhiều các cái sản phẩm đẹp và đủ mọi dòng đồng hồ, từ đồng hồ treo tường, đồng hồ tủ cây. Đó, rất là nhiều những cái sản phẩm đẹp mắt. Và chất lượng thì đã được khẳng định từ rất là lâu nay của thương hiệu đồng hồ Vang Vọng rồi. Các bác có thể đến trực tiếp cơ sở của đồng hồ Vang Vọng để chiêm ngắm, giao lưu và sở hữu những cái chiếc đồng hồ này. Các bác có thể liên hệ theo số điện thoại là 0912 011 928 để nhận được cái sự hướng dẫn từ bên nhân viên đồng hồ Vang Vọng cơ sở Hồ Chí Minh. Đó, các bác có thể thấy qua rất là nhiều sản phẩm Odo, thương hiệu đầy đủ. Đó, các bác có thể đến trực tiếp và chiêm ngắm cũng như giao lưu. Em xin chân thành cảm ơn.